Lại một ngày mới bắt đầu, Tùng TV xin được đồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn để dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của kênh mình hôm nay. Đó thì chia sẻ với các bạn hôm nay thứ bảy cuối tuần, ngày 8 tháng 1 năm 2022. Đó thì hôm nay là mùng 6 âm lịch, đó, mùng 6 tháng Chạp âm lịch. Đó thì sáng hôm nay mình hành trình vận chuyển 5 con 3B của ông anh ở trên xã Gia Tân, chốt này hơn tuần. Đó, nhưng mà anh chưa chuẩn bị được tài chính. Thứ hai nữa là chuồng trại, thứ ba nữa là cái ngày nó không được đẹp, nên là hôm nay được ngày lành tháng tốt mình vận chuyển về cho anh. Đó thì ngày hôm qua mình về tổng quan là 2 con bê cái. Đó thì một kẹp bán đồng, nhà bán thì 26 triệu 500, nhưng mà không có người mua một kẹp. Đó, ông anh ở trên Chư Sê ông mua một con giá 14 triệu. Đó thì còn một con nghĩa lai sinh đỏ đẹp một mèo. Đó thì con này mình bán 14 triệu rồi, con kia còn 12 triệu 500. Nó ai ở gần quan tâm thì tới xem tham khảo con bê cực đẹp luôn, về nuôi xinh sáng đó, giá nó rẻ. Đó thì hành trình ngày mới bắt đầu, nội dung video của mình là hành trình vận chuyển 5 con cho một người, và ông anh ở trên Chư Sê chốt còn cái 14 triệu nữa là 6 con đó, về trên Chư Sê và Đắk Lắk. Đó, nội dung ngày mới và hành trình như thế nào thì bà con cùng theo dõi hết video để biết, đồng thời like và đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ tinh thần ra những video mới nó hay hơn, chất lượng hơn gửi đến tất cả quý vị anh chị và các bạn. Rồi ngày mới bắt đầu, kính chúc quý bà con có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong chăn nuôi luôn được thuận lợi, và theo dõi nội dung video với mình. Bắt đầu nào. Thì đây các bạn, ngày hôm qua là mình về 2 con. Đó, sáng hôm nay mình bán con bê cái này giá 14 triệu. Thì còn một con đỏ đẹp một mèo, ú hơn, tốt hơn đó, nhưng mà nhỏ con hơn một xíu. Thì con này giá là 13 triệu bán lý, nhưng mà chia sẻ với bà con mình bán được con kia rồi. Thì con đây mình xả vốn thôi, xả vốn chứ không xả lỗ nha bà con. Xả vốn giá là 12 triệu 500 cho ai ở gần mua về nuôi sinh sáng racing đó, đi một màu tốt anh cai sữa xem chân trụ được đó, xây tết nghiêm đó, đầu chia sẻ với bà con là không có sừng đó, hiền dạng không có sừng, giá 12 triệu 500 đó. Thì chia sẻ với bà con sát cạo luôn. Rồi thì sáng hôm nay vận chuyển 6 con, 5 con cho một người, là ông anh chốt một con cái giá 14 triệu trên Chư Sê nữa là 6 con. Dắt con dạng dạng ở lên trước, hai con nhát là dắt sâu ném cho chắc voi nha, dạng ưng nó bung nó chạy á. Đi về ăn mấy ngày phát triển thói được luôn, nhưng mà mình về này mình sợ nó quăng voi, mình thả voi ra sáng nay bắt ôm mình. Đi hay đó, bước 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 lèo lèo nhà đức lên lên đứng lên 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 đứng dài lên lên đứng dài rồi lại lên này, vô vô đi vô đi vô đi vô bước bước vô chiều cao rồi tầm 1m2 thì không vô kiểu thẳng trước luôn. Rồi bước vô quá mép cái kèo vô trước chứ làm gì trước giữa. Cột lại ba con ba bê này thì đồng lứa, hàng to 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 hết. Giá con này bữa mình công khai chia sẻ với bà con là 2.5. Ê, bộ mì con. Lâu cao lắm. Mưa đàng hoàng ném chẹt voi nha. Cho đi bét nữa. Ba con ba bê con nào cung phát cũng cao dài hết. Đi. Nên xe đi đi quậy ghê chứ đó, thẳng ra coi
đi về chú mất ăn uống. Tao nuôi tạm từng như có đâu. Ê, ê, ê. Ra bãi. Lùi. Đi. Quá. Coi. Nhung nhàng. Gió cái tay ném sát ngay vô cái mó này vậy nó thang cái gió lại vậy. Đi coi. Quá. Bước. 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 Vô. Đi. Vô. Về ở mấy bữa quen rồi. Tại giờ nó quen chứ sao. Sao về đó. Quốc khúc dòi treo mỏ nó miết. Thả ra cứ nó chạy. Chạy quen rồi giờ bắt lại ơ mình. Gỡ dòi ra. Cửa dây ra nè. Để không nó mang đi chân nó là nó mang mình kéo không lại. Không. Đi lên. Đi. Lên. Đi đâu vậy nè. Bước. Lên. Đi vô. Vô. Mà con đều lứa. Mong đuôi tốt, cực tốt luôn. Cao, dài. Sáng ra chưa ăn luôn. Về chủ nhà cho ăn. Hôm nay cái anh Wood. Để hết còn em racing rồi. Ở lại ăn uống ít bữa. Có khách thì có ai muốn nuôi em nó thì đưa về nuôi. Tiền dạng. Giá 12.500.000 rí. Rí, rí mà đẹp. Chụp. Cột cái dòi nó sờ cột nó. Đi. Anh đang nuôi vừa bộ béo vừa xinh sáng. Đó. Đó. Đi. Ê. Lên. Lên. Ừ, sáng nay thì mình vẫn mình chứa tiện đường mình chứa cho ông anh ở trên Gia 3. Hai cái máy bơm cỏ nữa thì ông anh ơi, ông mua của mình trước sale chắc cả chục cái rồi ạ. Mua giùm cho bà con hàng xóm á. Trước sale cả chục cái luôn ạ. À, mình sáng nay mình vận chuyển đi đường Lê Tăng lên trên UC trước. Rồi chiều mình quật xuống Gia 3 mình mới giao máy cho anh được. Đó, chở máy đi dạo trên Đắk Lắk rồi về. Trên đường về thì mình mới giao cho anh được. Bị, bị. Con này rất man. Rất man đẹp. Không sát, to. Đó, nhưng mà ốm khô. Con này chia sẻ với bà con là nó không biết ngọn anh có xe. Nó về tập hôm nay. Nay mới bắt đầu tập biết ngọn anh. Đó, nên là nghĩ nó còn cốp cốp. Với lại sáng ra chia sẻ với bà con là chưa ăn. Rồi tranh thủ là mình đi giao luôn. Đó. Nên là nghĩ thấy nó cốp. Đó. Về nhà của mình thì chia sẻ với bà con là anh có xe rồi uống nước lạnh thôi chứ không có cám bả. Đi qua vô kèo, vô kèo ăn lên, lên luôn, lên bước lên.
vô luôn đi, vô vô vô. À, anh em con của anh 103 triệu, ba vận chuyển à, nuôi thêm 8 ngày 9 ngày vậy rồi á, này mới cho anh được rồi, anh mới sắp xếp được tài chính rồi sắp xếp được công việc cũng như chuồng trại, với lại nữa là được ngày nó đẹp kéo nó tốt ngay chỉnh ngay rồi. Vậy còn cuối cùng nữa là xem hai con bác một nhà thì bán một con lớn còn con nhỏ. Con lớn thì ốm hơn, nhưng mà chia sẻ với bà con là khung xương to hơn. Đó. Lớn này thì ốm hơn, sau này con lớn này to. Ốm hơn, dậu yếm dày dặn hơn. Đây đó. Đi. 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 Đi, ngắn cái dây lại. Đi. Đi. Ủa quá. Lên xí. Đi. Đó. Rồi, ok. Sáng nay vận chuyển bao nhiêu đó. Đó thì ngày mai mùng 7 đó, mình đi kiếm kẹp được like nữa cho ông anh ở trong Khánh Hòa đó, ở trong Ninh Thuận. Là ngày mốt mùng 8 là mình vận chuyển tổng quan chiếc 16 hay 18 con này đó, 18 con bưng hai máy bỏ lên luôn. Vận chuyển mùng 8, vận chuyển 18 con đó. Ngày nay thì ông anh Phú Yên mua hai con nghĩ ba bê nhỏ giá 41 triệu. Chắc mình điện cho em dưới quê nó chạy. Rồi, lên đường.